Mới có người đàn bà điên kia mà mày đang quay mày đang tới chừng nào mới xong câu chuyện. Tao nhìn mặt mày là tao thấy mày mối tình với ai. 22 còn 22 thằng con này là con le le. 22 nhìn cái mặt nó với ai là tại vì sao tại nó là con trai mà nó vẫn mê gái. 42 được luôn được à. Chị 42 cái mặt nó rất là đẹp trai nên bị đánh ghen chảy máu. Con 56 vậy kính thưa quý vị, con số 56 là con số đột dài. Quý vị chưa làm quan vội bộ đại vẽ để tránh trình hợp các con quyết định mà đường gã về đi. Và sau đó chúng ta sẽ đến với trang lời rút thăm may mắn cuối giờ thưa quý vị. Dạ rồi, số số ai là không được cuốn cho chị em trang nữa nha. Rồi, còn ai cho con số 56 thì mạnh đẹp đứng lên để chúng em có trách nhiệm chờ số lại phục vụ cho quý vị nha. Rồi bây giờ có 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 4 chữ nhân con quý vị, 4 chữ nhân đọc giải về các tin chào số cho và chữ nhân may mắn lắm nha. Số kiếm tưởng 56. 56 như vừa qua, có 1 42 42 có 2 21 21 3 12 đâu vừa cố là ho thế à. 56 có 1 42 có 2 12 có 3 có số 21 21 đầy đủ đó. Xin chung cho bà ngoại kia, xin chung cho bà ngoại chị sẽ tiêm 56 có 1 42 có 2 21 dạ nó có 3 12 đầy đủ 12 là 4 42 là 6 đầy đủ rồi cũng bà ngoại chào bà. Bà đi theo đi. À bà nhỏ số quá. Chưa gì năm 56 có nhất lầu 42 42 có gì lầu 21 tâm lầu 12 té lầu mẹ là chúng thường của đứa mẹ. Năm chữ nhân may mắn đoạt giải. Bây giờ mình chia đều hay là mình quay số đi cá. Ngoài Ngoài để hỏi ý ngoài. Ngoài cái gì ngoài ý ngoài sao chia đều hay là quay số. Quay số hay số lớn à. À lấy số nhỏ hay về nha ngoài. Không có chưa cứ bắt đầu nó chia đều đi. Ngoài rất là thật thà luôn quý vị. Ngoài sao vậy. Quý chú có chia đều đi. Chia đều ha, chia đều cho ngoài vui nha. Ok chia đều đọc bài anh nha. Rồi. Rồi nếu mà chia đều mỗi người một phong ba lì xì 100.000 đồng. 5 người mỗi người phong ba lì xì 100.000 đồng và em tặng thêm 200.000 tiền voucher riêng các bạn nha. Đây 200.000 tiền voucher là một người được 200.000 hay là 200.000 được quay số không? 200.000 được quay số lẽ ra chỉ có 300.000 tiền mặt thôi. Dạ. Nhưng mà 5 người thì em tặng luôn đó là mỗi người 100.000 còn cái này là 200.000 voucher là em tặng thêm. Tặng thêm gì? Bây giờ là mỗi người được 100 này đó ngoại. Còn này là tặng thêm nha. Rồi quay số đi ai số lớn nhập thêm 200.000 tiền voucher. Không biết bà ngoại biết voucher là gì không ngoại? Ngoại có kiểu gì nè. Ngoại lấy cái này ngoại đi ăn khắp nơi luôn. Ăn đâu cũng được hết á. Đây ngoại lấy cái này ngoại đi ăn đường vòng qua đây nè. Rồi đó. Rồi ngoại số mấy? Trời đã sắp ngoại sẵn rồi. Ý số 9. Rồi, nào khác vào lì xì như mình chạy. Ngoài, ngồi đứng đây con. Ngoài, vào lì xì chạy đi ngoài. Rồi, tới em áo đen. 30 30 quý vị. Rồi. Rồi, con trai nhỏ xíu. Con em nghe. Đó, nhìn số con coi. 55 Wow. Rồi, ngoài, bé ba, ngoài, bé ba, chào đi. Cảm ơn ngoài nha. Cảm ơn ngoài.
Rồi anh cũng lớn hết đó. 25. Rồi ông nội xong mình. 60 nè chưa? Chưa. Còn 59 nữa. Số mấy? Chưa cha là gì? Nôn vậy? Ở đây 60 nè rồi. Chưa ra. Trời ơi, lúc quá trời ơi. Một số không? Số không? Trời ơi, số 2 ông nội thì anh cha. Trời ơi là trời. Trời ơi, biết bao nhiêu số thì lên số 2. Rồi con ơi, cái này là voucher 200 ngàn của con nha. Bỏ vô luôn. Vâng thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình rút thăm may mắn cuối giờ. Con trai ở lại đây cho đi con. Ngày kiểu nè, bây giờ con chọn tay vô đây con rút giải thưởng đầu tiên. Đó là một con gấu bông quý vị. Đó, bữa nay là mấy phần quà luôn. Rồi con bóc đi đọc lên nha. Con đọc số đi không? Con học nha quý vị. 5, 7, 3, 9 5, 7, 3, 9 5, 7 Từ đó mày. Dạ rồi, thằng Hoàng mới về chỗ kìa. Rồi bên trạng với mình. Với phụ ngoại cho mình. Đó, một bên tay trái nha em. Mất đi hơn. Dạ. Rồi quý vị em đọc lại cho quý vị dễ dò nha. 5, 7, 3, 9 quý vị. Của chú anh chị từ từ vào trên 5739. Rồi màu hồng nhé vị, mình đừng có coi cái màu khác, mình cho màu hồng đi. 5, 7, 3, 9 có ai giờ không kịp không quý vị ơi? Còn ai không ạ? Anh ở dưới không ăn kêu giờ đúng không? Rồi anh đợi chút xíu nha, không sao quý vị, từ từ không quý vị đó, quý vị đừng có sợ, đừng có gấp rút hết quý vị. Rồi dạ, bé học này là phải là bé nguyên cơ nha. 1, 2, 3 Dạ em quỷ cái bé này quý vị nha. Rồi em xin phép được quỷ mở ra bé này. Con trai ơi, con chọn ra luôn bóp đại phiếu khác đi con. Đã con thích nào bóp đó. Rồi màu hồng luôn. Đọc quý vị nha con. 2, 9, 2, 0 màu hồng. 2, 9, 2, 0 lần thứ nhất. 2, 9, 2, 0 lần thứ hai. Có ai giờ không kể môn chúng ta lên nghe nha. 2, 9, 2, 0 lần thứ ba. Rồi xin phép được hủy bỏ luôn. Còn không tiếp đi con. Tiếp đi con. Chưa thật, đã có rồi hả? Rồi chạy lên dùm đi nha. Dạ, chạy lên dùm ha. Rồi, đó tại vì có nhiều anh chị sẽ có rất là nhiều phiếu quý vị. Cho nên là... Dạ đi con gái, anh ta đi. 2, 9, 2, 0 2, 9, 2, 0. Rồi, từ từ cho con gái. Từ từ lên đây. Rồi, sử dụng cho con gái đi, chú Anh Liên ơi. Chú Anh Liên đó. Rồi con trai ơi, con kiểm coi hai tờ giống nhau không? Giờ con đọc tờ này nè. Đọc tờ này trước nè. Rồi lấy tờ này ra con đọc tờ này. Giỏi. Qua con hợp lệ đúng không việc. Rồi cảm ơn con trai rất là nhiều, con chị chở mình đây nha. Chị ơi bây giờ là con thấu đi thuộc cho chị rồi nè. Giải thưởng tiếp theo, một phong bao lì xì 500.000 đồng, gồm có 300.000 tiền mặt và 200.000 là voucher. Rồi chị gái trộn lên nghe, trộn lại vô. Đứng lên vô trộn, trộn lại nó cũng cơm. Rồi, đọc lên 8, 4, 6, 4 8, 4, 6, 4 Màu hồng, con thấy màu hồng. 8, 4, có chưa? Có mà. 8, 4, 6, 4 Rồi, có rồi. Đó chưa? Chị ba giờ quý vị, vậy là phiếu mà bữa nay không trúng mình giữ lại giờ cho đêm mai với giá trị giải thưởng đặc biệt nhất cho chương trình rút thăm may mắn. Tối đêm mai sẽ là 5 phong vàng miễn phí cho quý vị nha. Có 30 giờ tết nha. 8, 4, 6, 4 Rồi đây, rồi chúng ta thôi, hai tờ giống nhau lên. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Để con thấu của em nè.
và đây là bao lì xì của anh trai. Và quý vị ơi, quý vị lưu ý cho em là giữ, cảm ơn anh rất là nhiều, giữ cái phiếu đó lại để em mang giờ tiếp cho mình nha. Vâng, và các bạn đã luôn luôn nam, cảm ơn tất cả mọi người nhiều. Và hẹn gặp lại quý vị một lúc 17:19 giờ tối đêm mai với chủ đề Đi đang đài ca. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.